Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chiến dịch bôi nhọ trường đại học Fulbright mang nặng tính thù hằn. Ngày 22 tháng 8, AFA có bài cáo buộc Fulbright Việt Nam là ổ dậy làm cách mạng màu, cựu sinh viên nói gì. Theo đó, AFA cho biết, trong tuần qua, các trang mạng xã hội thân chính phủ đã dùng những cụm từ nặng nề để cáo buộc trường đại học Fulbright là lò đào tạo phản động, âm mưu thực hiện cách mạng màu. Và đây là hình bài trên AFA phản ứng trước những cáo buộc vô căn cứ, ngày 14 tháng 8, trường Đại học Fulbright Việt Nam đang tuyên bố chính thức trên trang Facebook đã có một số tuyên bố sai lệch và gây kích động về trường Đại học Fulbright Việt Nam và cộng đồng Fulbright được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội với ngôn ngữ xúc phạm những ngày qua. Trang Facebook chính thức của trường đại học này không nói cụ thể các thông tin đó là gì. Tuy nhiên, khi lướt qua một số trang Facebook hoặc một số website như Tifoshi, diễn đàn chống phản động có thể thấy một loạt các bài viết liên tục chỉ trích trường đại học này như không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn là một công cụ của Mỹ nhằm đào tạo và nuôi dưỡng những người có khả năng trở thành tay sai cho các cuộc cách mạng màu làm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. AFA dẫn lời một người từng tham gia chương trình đào tạo của trường đại học Fulbright Việt Nam cho rằng trước tiên phải xác định rằng chương trình học của Fulbright đã được chính phủ và Bộ Giáo dục Việt Nam chấp thuận. Một cựu sinh viên khác cho biết Trường Fulbright ưu tiên đào tạo những người làm chính sách công ở trong khu vực công, giúp cho sinh viên ở đây được phát triển tối đa năng lực của mình. Trên thực tế, có rất nhiều cán bộ đang làm việc trong bộ máy nhà nước đã và đang là sinh viên của trường này. Việc mà Fulbright đang làm là đào tạo ra những con người tự do, giúp cho con người phát triển. Fulbright đã làm rất là nhiều việc để đóng góp nguồn nhân lực cao cấp cho khu vực công của Việt Nam và cho đất nước nói chung và cái điều đó là vô cùng quan trọng. Thế nên nói rằng Fulbright hướng tới để tạo ra cách mạng là sai. Và đây là hình trường đại học Fulbright Việt Nam. Theo AFA, chiến dịch tấn công Fulbright lần này diễn ra trong bối cảnh Bangladesh đang nổ ra các cuộc biểu tình. Một bài viết trên trang web tre làng cho rằng sự kiện tại Bangladesh có thể đã góp phần làm gia tăng sự lo ngại rằng Fulbright có thể đang đóng vai trò tương tự tại Việt Nam bởi vì ông Muhammad Yunus, một cựu sinh viên Fulbright, được chọn là người tạm đứng đầu chính phủ Bangladesh sau khi bà thủ tướng của nước này từ chức và chạy sang Ấn Độ. AFA dẫn lời cô Thùy Linh, nghiên cứu sinh ngành hòa bình và xung đột, từng theo học bậc cao học ở Đại học Fulbright Việt Nam, phản bác ý kiến trên là tào lao. Bởi theo cô Linh, chương trình của ông Yunus là học bổng Fulbright và nó khác hoàn toàn với chương trình thạc sĩ và bậc đại học ở Đại học Fulbright Việt Nam một cựu sinh viên cho biết đã theo dõi tình hình Bangladesh rất sát sao và nhận thấy rằng cáo buộc của dư luận viên cho thấy họ không hiểu gì về tình hình Bangladesh. Ông Yunus năm nay đã ngoài 80 tuổi và không có tham vọng quyền lực gì cả. Vào tháng 6 năm 2016, ông Bob Kerry, một sĩ quan quân đội Mỹ, từng tham gia cuộc chiến tại Việt Nam, được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tính thác của Fulbright. AFA cho hay sự tấn công của dư luận viên vẫn tiếp diễn khi ngày 20 tháng 8, trang web Tre Lạng tiếp tục đăng tải bài viết có tiêu đề: Fulbright cảnh giác không thừa. Nội dung bài viết cho rằng ông Bob Kerry là người từng gây tội ác trong chiến tranh Việt Nam. Và đây là hình ông Bob Kerry phát biểu trong lễ nhận quyết định thành lập Đại học Fulbright Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc ông được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tính thác của trường này khi mới thành lập khiến nhiều người đã có hỏi về sự chân thành trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. AFA dẫn lại lời giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng từ trường đại học Ly tại Bỉ vào tháng 6 năm 2016 khi ông Bob Kerry, được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tính thác của Fundra Việt Nam nhận định rằng Nguyên là một sĩ quan quân đội Mỹ đã tích cực tham gia một cuộc chiến tàn khốc tại Việt Nam, đã chịu trách nhiệm về việc sát hại 20 người dân Việt Nam, nhưng sau đó đã chân thành sám hối, cực lực vận động thành lập và điều hành trường để có ngày hôm nay. Còn tấm gương sám hối tích cực có tính lịch sử nào sinh động hơn hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chiến dịch bôi nhọ trường đại học Fulbright mang nặng tính thù hằn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Tổng nhấn mạnh về sự đoàn kết trong nội bộ đảng trong công tác nhân sự đại hội 14. Ngày 21 tháng 8, BBC Tiếng Việt bình luận điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác nhân sự đại hội 14. Theo đó, sáng ngày 21 tháng 8, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp thứ hai của tiểu ban nhân sự định hướng vấn đề nhân sự cho đại hội 14. Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhận xét, với lời khẳng định kế thừa di sản của ông Trọng, nên những chỉ đạo của Tô Tổng có nhiều điểm tương đồng với người tiền nhiệm. Điểm khác biệt là chi tiết phải bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Vấn đề này được ông Tô Lâm nhắc đi nhắc lại xuyên suốt trong các phát ngôn của mình. BBC cho biết, ông Tô Lâm đã nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và việc chuẩn bị nhân sự đại hội 14. Tần Tổng Bí Thư cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự là đặc biệt quan trọng, khó khăn, nhạy cảm, mang tính quyết định thành công của đại hội sắp tới. BBC dẫn diễn giải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, tiểu ban nhân sự đại hội 14 có nhiệm vụ xây dựng phương hướng và kế hoạch giới thiệu nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, ở đây là vị trí tứ trụ. Có thể hiểu, tiểu ban nhân sự có trách nhiệm giới thiệu, kiểm tra, chốt hạ, tức là thống nhất trước khi trình ra tập thể đại hội cả nhân sự cấp chiến lược gồm tứ trụ, bộ chính trị, ban bí thư, trưởng các ban đảng, trưởng bộ ngành, bí thư 63 tỉnh thành. Và đây là hình tứ trụ hiện tại. BBC dẫn chia sẻ của một nhà quan sát chính trị Việt Nam hồi tháng 5 nói rằng tiểu ban nhân sự quyết định cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn của các vị trí chủ chốt, nên về cơ bản, tiểu ban nhân sự là cửa sót vé quan trọng nhất của Trung ương Đảng về vấn đề nhân sự trước đại hội. BBC dẫn ý kiến của tiến sĩ Hà Hoàng hợp, nhà quan sát chính trị từ Hà Nội cho hay: Tiểu ban nhân sự sẽ lên một danh sách nhân sự gồm các ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, ủy viên trung ương và các chức danh chủ chốt của Đảng và nhà nước cho khóa 14. Quyết định về nhân sự là quyết định tập thể. BBC lưu ý rằng, phương án nhân sự các chức vụ Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng được xếp vào dạng tuyệt mật theo quyết định 1722 ngày 3 tháng 11 năm 2020. BBC nhắc lại phiên họp đầu tiên của tiểu ban này vào ngày 13 tháng 3 do Tổng trọng chủ trì. Lúc bấy giờ, ông trọng cho biết, Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý. Từ thực tế đó, ông Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ của toàn đảng sắp tới là rất nặng nề. Và đây là hình 7 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 đã mất chức. Theo BBC, trong phiên họp thứ hai của tiểu bang này, vào ngày 21 tháng 8, Tô Tổng nhấn mạnh phải lấy kết quả tổng kết nhân sự trung ương đảng khóa 13 để làm cơ sở để xây dựng phương hướng nhân sự đại hội 14. Thế nhưng BBC bình luận Tính tới nay, nhân sự Đảng khóa 13 đã có tổng cộng 7 ủy viên bộ chính trị bị xử lý, hàng chục ủy viên trung ương Đảng mất chức, thậm chí bị kỷ luật và vướng vào lao lý. Như vậy có thể thấy, khóa 13 có nhiều ủy viên trung ương Đảng, ủy viên bộ chính trị, thậm chí là tứ trụ bị xử lý về mặt Đảng, dù trước đó công tác nhân sự đại hội 13 được cho là thành công, được Đảng chuẩn bị kỹ lưỡng, hết sức công phu từ dưới cơ sở lên. Vẫn theo BBC, trước thực tế này một số chuyên gia, nhà quan sát chính trị nhận định có thể đảng sẽ phải sửa điều lệ, thay đổi quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện trung ương, bộ chính trị, ban bí thư quản lý sẽ được ban hành thay cho quy định 214. BBC nhấn mạnh khi ông Lương Tam Quang được bầu vào bộ chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trịnh Văn Quyết được bầu vào ban bí thư thì Trung ương đảng đã thực hiện sai quy định 214 vì các ông này chưa làm trọn một nhiệm kỳ ủy viên trung ương đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Tổng nhấn mạnh về sự đoàn kết trong nội bộ đảng trong công tác nhân sự đại hội 14. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.